Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm video ASMR. Ok, đủ thôi. Thì video này mình chỉ muốn thông báo với bạn rằng đó là mình vẫn chưa thể ra video được. Bởi vì là có hai lý do. Một là lý do chính, hai là lý do phụ. Và cái lý do thứ nhất là cái lý do đầu tiên, và cái lý do thứ hai là cái lý do cuối cùng. Ok. Thì nói chung là đùa thôi, đùa chút cho vui à. Thì có hai lý do. Cái lý do thứ nhất đó, cái lý do chính, và cái lý do chính đó chính là mình lười. Ok, mình lười. Và cái lý do thứ hai á, cái lý do thứ hai đó là mình đang trong quá trình gọi là thi bằng ạ. Đó. Đó thì cái nói chung là năm nay mình đã học lớp 11 rồi. Năm nay là mình học lớp 11 rồi, cho nên là cái việc là thi thì nó cũng sao ta. Chung mà lớp 11 thì bài này cái đó, bài nó cũng nhiều á, bài nó cũng nhiều á, cho nên là khi thi các bạn, khi đi thi thì bài nó cũng khá là nhiều. Với lại thường ngày trong cái quá trình học online, trong quá trình mà học online thì mình cũng gọi là cũng không có học được gì nhiều lắm. Tức có nghĩa là học online, trong quá trình học online thì mình thường xuyên bị mất tập trung, và thế là mình kiểu như là mình cũng không biết là mình nên học cái gì đó. Thì mình kiểu như mình hỏi thầy đó là thầy ơi, ví dụ như môn toán nè, môn toán mình có hỏi thầy đó, thầy ơi môn toán, cái môn toán á là mình học từ cái phần mà mình ôn tập để mà mình thi á, là từ chương mấy đến chương mấy vậy thầy? Đó, mình hỏi thẳng đây luôn là từ chương mấy đến chương mấy thầy. Thì thầy mình nói là đại số là từ chương 1 tới chương 3. Ủa phải không ta? Không, đại số là từ đúng rồi, đại số là từ chương 1 tới chương 3, còn hình học là từ chương 1 tới chương 2. Đó thì mình hỏi xong mình quyết định mình học vậy luôn. Cho nó gọn các bạn, cho nó gọn. Mà mình cũng không biết là mình có học nổi hay không đó. Cái đó mới là cái vấn đề. Thì cái đó là lý do đó. Đó thì nói chung á, video này mình chỉ muốn thông báo cho bạn biết rằng đó là mình vẫn chưa thể ra video được. Bởi vì thứ nhất đó là mình lười. Thứ hai là mình đang trong quá trình gọi là thi. Quá trình gọi là ôn thi các kiểu. Cho nên là còn lâu lắm mình mới có thể quay trở lại làm video được á. Và tất nhiên là mình biết rằng là ở trên kênh của mình là không có ai quan tâm với cái việc thông báo này đâu. Bởi vì đơn giản là video mình làm nó chả có chất lượng gì cả, cho nên là thông báo nó cũng chả có tác dụng gì, đúng không? Video của mình làm ra nó chả có chất lượng gì hết, cho nên là cũng chả có ai mong đợi cả, chả có ai mong đợi hết, cho nên là thông báo nó cũng vô dụng đó. Nhưng mà thôi kệ đi, cũng hai tuần rồi không có đăng video, cũng không có đăng video, đăng lại đi bà, đăng đi cho nên làm cái video này rồi sau đó đăng lên kiểu như là cho nó đừng bị mất đề xuất đó, kiểu như vậy á. Cái kiểu thì cái việc mà mình lười á thì mình không hiểu lý do gì sao á. Thời gian gần đây mình rất là lười, mình không muốn quay bất kỳ một cái video nào đâu các bạn. Kiểu như là mình có ngồi vào máy tính hay không, mình có ngồi vào máy tính và mình có nói chung là mình có ngồi vào máy tính và mình ngồi rất là lâu, nhưng mà tuyệt nhiên là mình không mở game bạn, mình không mở game lên để mà mình quay đó. Mình chỉ mở YouTube mà giờ mình coi thôi, mình chỉ mở YouTube mình xem từ trưa cho tới tận tối luôn đó. Mở YouTube xem không à, chứ tuyệt nhiên là gần như là chưa mở game ra để mà quay luôn á. Thì có mở game cái lúc mà mình quay trở về chỗ này trời lạnh ngạt mũi rồi. Cái lúc mà kiểu như là mình như mình nói đó là mình đang ở trên cái nhà cũ của mình ở Đồng Tháp đó, mình vẫn chưa về được đúng không? Thì mình đã về được với cái con PC của mình rồi á, và mình đã về được với cái con PC của mình rồi, nhưng chưa khi từ cái lúc mình quay về đó thì tầm 2-3 ngày sau đó mình mới mở game lên mình quay, nhưng mà mình quay đúng có một đoạn ngắn thôi mà, đó là tầm 1 phút. Ok, quay được tầm 1 phút rồi sau đó mình thoát game cho mình lên YouTube mình chơi tiếp, mình lướt YouTube tiếp đó. Không hiểu sao dạo gần đây mình rất là lười luôn bạn đó.
đó. Thì cậu thì có thể là do mình áp lực về cái việc học hành, trời gớt mạng nữa kìa, với cái máy tính thì gớt mạng hoài luôn đó. Thì có thể là cái việc học các bạn, cái việc học online nó làm cho mình khá là stress mà, nó khá là stress mấy ngày này đó. Thì nói chung thì cái stress thì nó dẫn tới áp lực, áp lực là một trong những nguyên do dẫn đến stress, thì mình cũng không biết là có đúng hay không, bởi vì mình chỉ là một cái thằng gà mờ thôi. Thì áp lực thì theo mình thấy thì nó vừa có mặt tốt mà vừa có mặt xấu. Ví dụ như các bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chất lượng của bạn thì gia đình các bạn nghèo thì chất lượng cuộc sống của bạn nó không cao, thì chính vì chất lượng cuộc sống của bạn nó không cao thì các bạn quyết tâm là các bạn phải đi kiếm tiền, các bạn phải trở nên giàu có để mà cái chất lượng sống, cái chất lượng cuộc sống của bạn nó nâng cao lên đó. Thì nhờ áp lực đó, cái đó là nhờ áp lực từ những cái nghèo khó đó. Cho nên là các bạn đã làm gì, các bạn đã nâng cấp được cái cuộc sống của bạn lên, nhưng cũng chính là nhờ áp lực đó. Cũng chính nhờ áp lực thì nó sẽ tạo ra cho con người chúng ta những cái căng thẳng, và từ đó dẫn đến trầm cảm. Và ai ai mà ai mà ý chí của ai ai mà đủ ý chí thì vượt qua được, còn ai không đủ ý chí thì thôi biết ha, người ta sẽ tự tử đó, các kiểu vậy thôi. Đấy, video này mình chỉ muốn thông báo cho bạn biết thôi, đó là mình vẫn chưa thể ra video được, và cái thời gian mà mình là ra video thì có thể nó còn lâu lắm, cho nên là thôi gắng lại nha. Mà thôi các bạn khỏi đợi, là trong thời gian mà mình chưa ra video, các bạn qua bên kênh khác bạn xem video của người ta cũng được nữa. Rồi, đi thôi. Rồi, bye bye.